Sau khi có được visa đa dạng sắc tộc, còn được biết đến với cái tên sổ số thẻ xanh, Eric Alamsyah từ Indonesia chuyển tới sống tại Mỹ cuối năm 2019 cùng với vợ Sari và hai người con. Anh từng làm trong ngành công nghệ thông tin trong suốt 8 năm tại Jakarta, thủ đô của Indonesia. Tuy nhiên, ngay cả khi có kinh nghiệm, anh vẫn chưa thể tìm được một công việc toàn thời gian tại Mỹ. Tất cả hồ sơ tôi gửi đi, dù là công việc gì, từ bán hàng cho tới việc IT, tôi chỉ được hồi âm từ những nơi cần lao động cấp thiết như hiệu thuốc, siêu thị hay cửa hàng bán đồ gia dụng. Có lẽ tôi phải tạm hoãn tìm việc để tập trung tìm những cơ hội khác trong ngành công nghệ thông tin. Trong lúc này, để có thể sống qua ngày, Alamsyah đang làm công việc thu ngân tại Home Depot, một siêu thị bán đồ nghề tại Maryland. Đây được coi là cơ sở kinh doanh cấp thiết, vốn được mở cửa trong suốt mùa dịch. Vinia Agnesha cũng là một thường trú nhân theo diện sổ số visa đến từ Indonesia. Cô bỏ dở khi đang là sinh viên năm cuối ngành răng hàm mặt tại Padang để chuyển tới New York hồi cuối năm 2019. Không bằng cấp cũng như kinh nghiệm, không dễ để Agnesha tìm được một công việc toàn thời gian. Cô đi chạy bàn bán thời gian tại một nhà hàng Nhật trong một vài tháng, tới khi nhà hàng đóng cửa do đại dịch. Giờ cô thất nghiệp, cố gắng tồn tại giữa tâm chấn của Covid-19 tại một trong những thành phố đất đỏ nhất trên thế giới. Bố mẹ rất lo cho tôi, không chỉ bởi vì virus corona, mà còn lo cho cả tình hình tài chính của tôi nữa, vì tôi đang thất nghiệp. Bố mẹ lo không biết làm thế nào để tôi vượt qua, và tôi nói với họ, bố mẹ đừng lo, con ở đây hợp pháp nên có thể nhận được hỗ trợ của chính phủ. Eligible untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sự hỗ trợ mà cô nói chính là khoản tiền $1,200 thúc đẩy kinh tế, cũng như tiền hỗ trợ thất nghiệp do đại dịch. Theo đó, Anisha nhận được khoảng $600 mỗi tuần, và cô dành khoản này để trả tiền thuê nhà, tiền điện nước, đồ ăn, đi lại trong khi tìm việc. Trong khi đó, gia đình nhà Alamsyah vẫn cảm thấy lạc quan về cuộc sống mới tại Mỹ giữa vô vàn bất chắc. Chúng tôi tới đây vì con cái, vì sự nghiệp học hành của chúng. Chúng tôi đã lựa chọn và sẽ đi đến cùng. Và dù thế nào đi nữa, tôi hy vọng mọi thứ sẽ sáng sủa hơn. Gia đình Alamsyah và Agnesha là một vài trong số khoảng 55.000 di dân tới Mỹ mỗi năm thông qua chương trình sổ số thẻ xanh. Và rất nhiều người trong số họ giờ đang phải cố gắng vật lộn chỉ để sinh tồn.